Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Bình Phước, đồng thời khiển trách đảng bộ bộ phận CDC Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2022. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đảng bộ bộ phận CDC Bình Phước buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên trung tâm vi phạm quy định của đảng, pháp luật trong việc mua vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Ông Sáu là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những vi phạm này. Trước đó, từ tháng 5 năm 2021, Bình Phước ba lần hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 và bộ tách chiết của công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng kinh phí hơn 41,5 tỷ đồng để phục vụ phòng chống dịch